Trước thông tin Mediskin Đà Nẵng vẫn hoạt động bất chấp, xem thường quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa qua đã tiến hành kiểm tra cơ sở Mediskin Đà Nẵng tại địa chỉ 117-119 đường Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, cơ sở này đã thực hiện chuyển nhượng cho người chủ mới, chứ không còn là của người chủ cũ đã bị xử phạt. Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu không kinh doanh hoạt động dưới tên pháp nhân cũ đã bị đình chỉ. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm chứ không dung túng, bao che, ông Công khẳng định. Trước đó, mặc dù có quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu đình chỉ hoạt động 12 tháng có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2023, nhưng cơ sở Mediskin Đà Nẵng vẫn ngang nhiên hoạt động. Chưa hết, cơ sở này còn chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, đón tiếp khách để tư vấn, thu tiền sử dụng các dịch vụ tại địa chỉ 117-119 đường Lý Thái Tổ trong suốt thời gian dài.